thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Kiểu lõm à. Xong đến cái chỗ trường Long Thành chứ bà nhá. Chỗ ấy à. Tiếp vào giờ trường Long Thành ấy. Không trên có trên. Cứ xe con này đi, xe con này đi kia. Cứ thẳng đi. Không phải quả. Đi thẳng đi. Tôi thấy một màu xinh thế. Đâu, có một. Có một à? Thế trái nhá. Sao biết? Dạy con anh chỗ này mà. Vãi. 98 là giáo viên rồi nhỉ? Xong thì như là rẽ vào cái ngõ nhà ông Trực à? Nhà ông Trực ở đây đúng không? Có cái ngõ nào đây này? Không có cái ngõ bé bé này này. Rẽ vào cái chỗ ngõ của cái đèn này này. Ờ, rẽ vào đây này. Không, đang đi lo quanh điểm này mà. Cứ rẽ đi, đo hết các ngõ, anh cứ yên tâm. Đo hết mấy cái ngõ này thành người rồi. Dẫn được rồi, đi chứ. Xe kia đi xa đi được. Cô trong đây bán đám đồ cưới lại. Lại bán dừa. Chuẩn bị như có cái ngõ rẽ phải thế nào đấy. Ngõ này, ngõ trên đấy. Ờ, có trên đấy. Có ngõ rẽ phải đấy. Đấy, ngõ phải đấy. Có ngõ này. Ờ, rẽ rẽ. Cô đi, cô dạ. Bây giờ có trên rồi. Rồi đi rồi. Trái đo đẳng nhỉ anh. Bên trái. Năm nay lên 30 mấy điểm rồi. À, bốn hôm qua là hôm trước là ông Thanh Hóa, ông Mạnh Thanh Hóa ông xuống chấm 38 điểm rồi. Rồi giờ năm lên 38 điểm, đấy là chưa có điểm phát sinh đấy. Rẽ phải. Rẽ phải lên có trên à? Ờ, rẽ phải. Xong rồi lại đi rẽ trái, ra ngoài đường cái. Sẽ trái, sẽ trái. Sẽ trái ra ngoài đường chính. Ôi, phải đi trái đường. Sẽ trái ra ngoài đường chính xong là đi thẳng xuống dưới. Xong rồi rẽ ở chỗ trái đúng không? Ừ, sẽ trái. Đi sang đường đi. Bên kia bên này, bên kia. Đi trái đường này. Xong đi.
xong rồi rẽ lại cái đường ấy nhá, rẽ lại cái đường Lâm Văn Thẳng nhá, phải đi đường, đi cái, xong rồi đi là cái ngõ xong rồi nhá, cái ngõ đi vào cái ngõ cụt mà nhớ cái đó, cái nhà xây không, cái nhà mà về theo xây ấy, cứ đi cái chỗ mà quán lẩu à quán dê trước sẽ là trái vào ấy, ở gần chợ luôn ấy, có đấy ngõ cụt mà cứ đi vào một đoạn ấy. Hả? Đây là con dê này, con dê này, con dê này. Không được con trên được, vòng ở trên chứ. Con này thì đâu có đâu. Ở đây con đấy là ngồi xưa là mình xây nhà đấy mà. À, nhóm phong, nhóm phong. Ừ, chém ai đi. Đi qua trên. Đi qua trên. Mình đi qua này chắc là mình sẽ rẽ ông lên duyên. Thì khác gì lúc ấy mày mới đi vào. Ừ, chúng anh cứ đi đi. Cứ đi đi. Phải. Cứ đi đi. Cứ đi vòng vòng quanh mấy cái võ này đấy. Lúc ấy giờ nào chưa đi anh đi luôn thôi cả. Đó. Quanh quanh khu này alo ạ. Dạ vâng ạ. Do kênh bộ tài chính thuế em đo nói rồi. Vâng 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 em nhớ rồi. Vâng, cái này thì đơn giản. Đúng rồi, phòng thôi. Vâng 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 vâng. Quá quá để quên phòng nhà. Vâng à, em đi ạ. Vâng 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 vâng. Đây là hết rồi nhá. Ờ. Có vắng không? Thôi thôi thôi. Đi về đi. Đi về đi. Còn đường nữa thì nó đâu? Ờ đi nốt đường này đi. Số quản lý khu này à? Còn hai đường nữa. Ờ đường ờ đi đi. Có đường này đi đường đấy nha. Trên này má phải nhìn theo rõ. Lên đi không? À. Thằng nào thấy suốt ngày ông đi bộ đi giảm. Okay, right on.